Kính thưa ban giám hiệu, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng tất cả các bạn tân khoa đang có mặt trong hội trường của buổi lễ ngày hôm nay. Em là Nguyễn Minh Thu, là sinh viên ngành quản trị khách sạn khóa 2018. Hôm nay em rất vinh dự khi được phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 40 của trường đại học Hoa Sen. Và để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng với tất cả các bạn tân khoa, thì em xin được phép là sẽ xưng bằng mình và các bạn để cho không khí gần gũi hơn một chút ạ. Mặc dù là trong hội trường sẽ có các anh, các chị cũng như là các em đến từ những khoa khác nhau. Các bạn thân mến, mình tin rằng buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay là điều mà chúng ta đã mong chờ từ lâu, đặc biệt là đối với những anh chị đã phải hoãn lại việc học vì đại dịch vừa qua. Tốt nghiệp chính là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta. Hẳn là bây giờ khi nhìn lại, các bạn sẽ cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá. Thậm chí mùa hè tưởng chừng như dài vô tận của năm 2020 cũng đã trôi qua. Và mình cũng vậy. Mới ngày nào mình còn tay yếu chân run đứng báo cáo trước hội đồng tốt nghiệp. Và thật sự bây giờ mình vẫn đang rất run. Hoặc là những cái lần mà hồi hộp chờ đợi danh sách đăng ký môn học, để rồi nhận ra là mình sẽ phải phục từ quận 12 sang quận 1 trong vòng 30 phút giữa trưa để có thể học kịp giờ. Mới ngày nào, tụi mình còn học võ và học quốc phòng online. Vậy mà giờ đây, chúng ta đã trở thành những tân khoa, sắp sửa rời khỏi Đại học Hoa Sen và viết tiếp những con đường của mình, bước tiếp vào xã hội. Và mình muốn nói với tất cả các bạn một cách chân thành nhất là bạn có quyền tự hào về tất cả những nỗ lực của bản thân mình. Vì vậy, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để có thể tự thưởng cho tất cả những nỗ lực đó của chúng ta, có được không ạ? Nhưng thành công của bạn và mình không phải chỉ dựa vào bản thân của chúng ta mà có được. Mỗi chúng ta đều là một bức tranh được tạo nên từ nhiều mảnh ghép. Những mảnh ghép đó chính là những người yêu thương chúng ta, tin tưởng vào tương lai của chúng ta, ngay cả những lúc ta cảm thấy mình trên vênh nhất. Và trong số những mảnh ghép đó, thì bố, mẹ và anh hai là ba mảnh ghép lớn nhất của cuộc đời mình. Thật sự là không có một ngôn từ nào có thể diễn tả tất cả những sự hy sinh và tình yêu thương mà gia đình đã dành cho mình. Và để được mình đứng được ở đây ngày hôm nay thì cũng nhờ rất lớn vào công các thầy, các cô của trường đại học Hoa Sen. Và năm nhất thì có một người chị đã từng bảo với mình rằng thầy cô ở Hoa Sen rất tuyệt, họ giỏi nhưng không hề xa cách. Họ thích cách em là bản thân em chứ không phải là bản sao của bất kỳ ai khác. Và tới giờ mình vẫn nghĩ như vậy. Có lẽ là mình sẽ không được học bổng Erasmus của Liên minh châu Âu nếu không có sự thúc đẩy từ một người thầy mà mình vô cùng kính trọng. Chính những lúc mình cảm thấy nghi ngờ bản thân nhất cũng chính là những lúc thầy chứng minh điều ngược lại. Và mình tin là tất cả các bạn đều đã tận dụng được mọi ưu điểm và môi trường học tập ở nơi đây để trở thành một phiên bản tốt nhất, mang đậm dấu ấn cá nhân và không phải là bản sao của bất kỳ ai cả. Và cũng tại chính nơi này, chúng ta đã gặp được những người anh, người chị, người bạn mới, những người mà đã độ ta qua hết từ lần deadline này đến lần deadline khác, hay là gánh còng lưng ta từng mùa đề án. Bây giờ khi nhìn lại thì mình thật sự trân quý và biết ơn tất cả những gì mà mình có được và học được với mái trường này. Tất cả những con người đó, những mảnh ghép đó đã tạo nên chúng ta của hiện tại. Và các bạn tân khoa thân mến, chúng ta sẽ lại vấp ngã, rồi chúng ta sẽ lại đứng dậy và đi tiếp. Chúng ta sẽ học được từ những lỗi lầm và chúng ta sẽ trở nên kiên cường hơn vì nó. Những lần mình bị từ chối, không được chấp nhận, không đáp ứng đủ yêu cầu, khi nhìn lại, dường như tất cả những khoảnh khắc đó còn quan trọng hơn cả những lần mình nhận được hai chữ đồng ý. Vì vậy, đôi khi bạn không cần phải là người giỏi nhất để trở nên thành công, mà thành công hay không thì cũng là do bạn tự định nghĩa. Và nếu mà bạn cảm thấy thất bại thì có thể là cái sự thất bại đó sẽ dạy cho bạn thêm nhiều cái kiến thức mới về các loại rượu vang như là mình đã từng học. Vì vậy mà mình muốn kết thúc bài phát biểu này bằng một lời chúc. Mình xin chúc tất cả mọi người sẽ chạm được hết vào những giấc mơ của chính bản thân mình, trở nên thật tự tin và tự hào khi đã là một phần của Hoa Sen và khiến Hoa Sen tự hào về bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện một nghi lễ không thể thiếu của buổi lễ tốt nghiệp, đó chính là nghi thức tuyên hứa. Xin mời các bạn sinh viên đứng lên để có thể cùng mình thực hiện nghi thức này, có được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau chỉnh trang lại y phục. Xin mời các bạn dùng tay phải đặt lên ngực trái. Bây giờ Thu sẽ bắt đầu đọc lời tuyên hứa. Sau khi Thu kết thúc lời tuyên hứa bằng hai chữ xin hứa, thì các bạn hãy lặp lại ba lần. Xin hứa, xin hứa, xin hứa nha. Mọi người đã rõ rồi phải không ạ?
Thu xin được bắt đầu đọc lời tuyên hứa. Tôi, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Hoa Sen, xin hứa tôi sẽ thực hiện hoài bão của trường Đại học Hoa Sen, đó là đóng góp năng lực của bản thân vào sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong mối quan hệ giao lưu thân thiện với cộng đồng quốc tế. Tôi sẽ sử dụng tri thức, kỹ năng và phong cách chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng và sẵn sàng sẻ chia với người khác. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng tự học trọn đời với tính trung thực và lòng tự trọng. Tôi hứa những điều này trong danh dự và sự tự nguyện. Xin hứa.